lắng phù sa tươi mát cánh đồng xanh, nghe vang vang à ơi tim mẹ ru, ơi anh Trần Phú vang danh vọng lời ca. Bàn dân tuy an cổ anh sinh ra, anh về với mẹ nơi núi Quan Hội tạm xoa. Hà Tĩnh Sơn La dù anh không tình tha, hãy giữ vững chi khi chiến đấu một lòng vì nhân dân. Hãy giữ vững chi khi chiến đấu say đắm xa tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú, xin được phép bắt đầu. Kính thưa anh linh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2024, nhằm ngày 7 tháng 3 năm Giáp Thìn, nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Tổng Bí thư Trần Phú, mùng 1 tháng 5 năm 1904, mùng 1 tháng 5 năm 2024, và kỷ niệm 40 năm ngày ra trường Đoàn Cựu Trung cấp Công an niên khóa 1981-1984, đoàn do đồng chí Nguyễn Việt Hiền dẫn đầu, đã về tại nơi đây, nơi nghỉ vĩnh hằng của đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Xin được thầy kính kính dâng nén tâm hương để bày tỏ lòng biết ơn, sự chia sâu sắc đối với những công lao cống hiến to lớn của đồng chí trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc Việt Nam. Cùng tham dự lễ viếng của các đồng chí đại diện lãnh đạo Công an huyện Đức Thọ, quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú, đoàn xin được kính cẩn nghiêng mình được anh linh đồng chí. Phút tưởng niệm bắt đầu. Kính mời đồng chí Nguyễn Việt Hiền kính nhấc lên nén hương thơm trước anh linh của người. Trong đoàn lên dâng hương, xin trân trọng kính mời. Sau khi dâng hương ở phần mộ Tổng Bí thư Trần Phú, xin trân trọng kính mời các đồng chí rẽ theo lối đi bên trái lên dâng hương phần mộ hai cụ thân sinh ở phía trên, sau đấy theo lối đi bên trái phần mộ hai cụ thân sinh sang dâng hương phần mộ đồng chí được hồng danh
xin trân trọng kính mời các đồng chí. Rồi.
Thầy, nó bảo là thua, nó bảo thầy giờ thua nào.